It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Cùng Quen Áo Ngơ nha. Hôm nay mình sẽ làm clip con bóp móc nẹp 70 nha. Đây là móc, đây là số bóp bóp nẹp bảy, móc nẹp 70. Thì chúng ta sẽ có những cái bóp này đây. Đây là bóp Kundun 4 này, 5 này. Hộp vũ khí bóp đỏ, mình hay gọi là bóp đỏ. Hộp trang bị, cái này là mình hay gọi là bóp xanh dương, nó sẽ ném ra trang bị. Còn cái này là bóp gồng, chứ là bóp kinh ben thì nó quá hot rồi. Mọi người chắc là cũng biết cái này rồi đúng không? Mình không cần giới thiệu nữa. Và cách nạp, để mình có thể nhận được cái móc nạp như thế này, được bóp như thế này á, thì mọi người sẽ phải nạp vô. Ví dụ như trên web 2.vn máy chủ Chí Tôn, thì mọi người bấm vào đó. Mình có hướng dẫn mọi người cách nạp ở clip trước rồi. Bây giờ cái này á, mọi người muốn nạp thì mọi người xem là có clip trước giùm mình nha. Còn bây giờ là mình lấy bóp rồi thì mình sẽ không làm gián đoạn thời gian của mọi người nữa. Thì mình sẽ quăng thử coi là có mấy bóp này mình có được cái gì đồ ngon không nha. Để đền bù lần trước mình sau khi thất bại ở cái clip trước mình làm, mình quăng ở set 2 thôi. Lần này mình quăng set 1 nha mọi người. Cái set 2 không có ăn đâu, quăng số 1 đi. Nghe lời mình từng quăng rồi mình biết nè. Mọi người đừng có quăng ở bên số 2 nha. Đau đớn lòng lắm. Chờ quăng bên đó tao nói không có ra cái gì ngon hết trơn á. Bây giờ mình sẽ từ tốn mình quăng thử coi. Là quăng từ từ, quăng chậm chậm, quăng cho nó chất lượng nè. Bây giờ coi là cái này là cái gì đây. Ồ, chất lượng quá. Chất lượng quá, cái đầu tiên ra 30 yen nè. Rất là chất lượng luôn, một pha chất lượng đến từ Quang Ngáo Ngư. Hay á. Bóp đầu tiên mà như vậy rồi thôi, chắc là mình sẽ quăng bóp khác, mình quăng tứ lùng tung đi. Mình không có quăng theo luật lệ nghe mọi người. Đó, quăng vậy đi, biết đâu cái này nó là đồ dởm nè. Mình quăng cái này nó ra đồ ngon. Ê, hình như nó sai sai chỗ này hay sao á. Ê, hình như nó sai sai rồi nha mọi người, trời ơi nó sai dữ dằn lắm luôn á. Chào coi coi kìa, hai cái dòng 30 gen cái nó nhìn nó cưng gì đâu á. Sao mà nhìn cưng dữ vậy trời. Sao có thể vậy được hay vậy, em muốn khóc rồi đó. Bây giờ là rơm rớm nước mắt rồi đó. Bữa trước em quăng á là muốn bệnh rồi, bữa nay em quăng chắc bệnh luôn quá. Ý bữa trước gom gớm nước mắt rồi đó, bữa nay chắc khóc thiệt trên cái clip luôn quá. Trời ơi quăng, trời ơi ra gen luôn. Ôi nào mẹ ơi, trời ơi. Ông cố nào mẹ ơi, cái gì vậy. Trời ơi quyền trưởng thép này nó có xài, mà chủ yếu mình xài đồ gồng thôi, chứ mấy cái quyền trưởng thép này nó không có xài. Thôi nhặt lại xem dòng ngôi không được 2% đấy. Gì đây, quần quả hơn tính năng nè, mong là cái này nó ra đồ ngon hơn nha. Chờ quá, bốn mươi sáu thương. Ồ, phản hồi năm, ở hồi năm cũng được, để cộng hưởng như mấy quần cho DK bận quớt luôn. Thôi ra quớt đi mọi người ơi. Quăng mấy chỗ kia sao nghe nó xui quá à. Mình sẽ thử hết các map luôn, coi từ hồi chuyển sang đất lóc này quăng. Ơ, gắn nửa thân có lắc nè. Tôi chọn giật vô xong mỏ bát luôn. Cay cú chứ. Lần này mà không nghe bốn giác thương thôi tới cùng chuyện với chị. Có béo nạp ở đâu? Bốn giác thương. Trời ơi, cái quần què gì đây. 10% chánh đòn. Agana đi. À thôi nãy giờ mình chưa có quăng bóc Chà, không có quên. Không có quên giờ sao lên Akaros trời. Akaros quăng bóc rầm nó mới ngon. Mình sẽ qua Takan 2 đi. Cái này mọi người nhớ mình đang quăng bóc cho móc nạp 70 nha mọi người. Móc nạp 70 thì mọi người muốn mà nạp như thế nào thì mình cứ hướng dẫn ngay các clip trước, cái clip đầu tiên luôn á. Cái clip đầu tiên trong cái YouTube của mình á, mọi người có thể theo tham khảo nha. Mọi người có thể vô trong đó coi cách nạp như nào biết để nạp cho mọi người rồi đó. Bớt đùa lụm đi, hết hồn tưởng mất rồi chứ. May quá nó chưa mất mọi người ơi, chưa mất. Cất vào đây đi, bây giờ ba cái đầu cùi đi, cất vào đây đi, để đây ngứa mắt thêm chứ làm cái gì. 30 yen vô đây hết đi, 30 yen vô đây hết đi. Chào đón cái chuyện 12 về nè. 30 gen vô kia hết rồi, lấy được 12 về nè. Sao quá ta, bình thường quăng ngon lắm mà sao tới hồi làm clip tới quăng đồ cùi không vậy ta.
Kỳ vậy. Là sai sao quan thưởng bóp nữa coi. Trời ơi 10% cũng được đi. Nhưng mà điều là sao bình thường mình quan ngon lắm mà ta sao kỳ vậy ta. Không tin là mình không kinh á. Tí nha mọi người, quan bóp xanh này nè. 4 dẹp sát thương, 5 phản hồi chứ đâu. Nói sai sai thì sao á ta? Sai sai thì sao á? Game bữa nay bị gì ta? Cái chiên lửa tính năng nè. Làm lợi đi, mấy cái đó bỏ qua đi mọi người. Mọi người đừng có nhớ gì về những cái khúc mà em quăng trên trước hết nghe. Mọi người phải coi từ khúc này nè. Khúc này nó mới hay. Đó, 10% cũng được đi. Mà thiếu dòng 2 nữa là đẹp ha. Thiếu dòng 2 nữa là đẹp. Đi thẳng lên tới đây có 2 luôn chứ đâu. Chạy thêm chừng 2 mét nữa là tới có dòng 2% luôn nè. 2%. Ôi chết cha ra nhẫn rồi sao có 2%. Trời ơi. Nó phải ra bên mới 2% chứ chạy 2 mét rồi mà giờ nó nhẫn. 4 dịp sát thương. 4 mana. Trời ơi sao mày không 4 HP? 4 HP cũng như sát thương là ngon luôn á. Không sao cũng được đi, cũng có cái dòng mà 4 dịp sát thương là cũng ok rồi lắm mọi người. Được lắm rồi đó. Tính ra tay mình nó thúi quắc luôn mọi người, chứ không phải là thúi gì bình thường đâu. Không phải thúi vừa vừa đâu, mà nó dạng như là như qua có tấm lá mưa xong hay sao á. Kiểu vậy. Top 4 đi. Top 4 quăng đồ gồng. Chạy hai cước quăng cây gậy gồng, gai mát pin chứ đâu. Chờ gậy gồng 10%. Cũng tạm được, tạm được, tạm được, tạm được. Còn hai bóp này chờ tí xíu nữa quăng. Hai bóp này chờ tí xíu quăng. Giờ quăng hết mấy bóp này đi. Quần hát dương tính năng may mắn nè. Nếu cái này 44 thì đừng có nói làm sao nha. Tờ cái này 44. 4 viên sát thương thiệt nè. Chỗ cái dòng này á, mình bên bên season 2 này mình có cái phần cộng hưởng. Thành thử ra mình có thể xóa cái dòng mà 30 gen đi và mình sẽ cộng hưởng thêm cái dòng 4 HP vô. Đó là nó sẽ lên map biên. Cái quần này cũng ngon nha. Quần này cũng ngon đó. Không phải đùa đâu. Bên đây quăng có họ cắt đi cắt đi cắt. Tí nữa quăng. Tí nữa quăng hai bắp đó sao? Hai bắp đó để kinh sao đi. Quyền trưởng tối cao. 10%. Quyền trưởng tối cao 10% nha mấy chơi. Cũng hay cũng 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 nói chung cũng ngon nó cũng được á. Ok á. Cất bớt cây qua đây đi. Gom gom lại không họ không có chỗ nhặt. Chủ yếu để đồ ngoài đây nè cho mọi người coi không. Chủ yếu để đồ ngoài đây cho mọi người coi thử coi là quăng được cái gì được cái gì. Chủ yếu là vậy đó. Rồi đó. Chỗ này quăng thấy im xuôi hơn bên kia hết ơi. Mũ gia nhân. Mình có cái tay gia nhân lắc 4 rồi. Bây giờ mà cái này ra mũ gia nhân lắc 4 nữa là ok. Ý easy game. Trời ơi easy game luôn. Easy game luôn trời ơi easy game luôn. Tức là bảo ra mũ gia nhân lắc 4 là ra mũ là gia nhân lắc 4 thật sự trời. Cái này cho bà chị, bà cho con ép, bà phó hội bên vui của mình nè. Chị phó hội chị Minú nè. Thái Ba xài bộ nữ thần đang kiếm bộ gia nhân cho bả, cho bả hết cái tay lắc vốn rồi. Bây giờ cho thêm cái mũ lắc vốn nữa là còn thiếu cái quần với cái áo nữa là đủ bộ. Quần áo với chân nữa là đủ bộ, ba món nữa, ba món nữa. Ok đó, thấy hoàng trong đây ok á. Ok hơn mấy chỗ kia đó mọi người. Rồi đó. Đi đi vô trong đây coi, coi có gì đây không. Gia nhân hả? Thiên quả long. Thiên quả long này không có lắc. Nhưng mà nếu nó là 4 4 hoặc 4 5 là cũng ok luôn khiên cho Deka xài chứ đâu. Bỏ qua đi. Khúc tới khúc cái khiên cắt nha. Nào edit video tới khúc cái khiên cắt giùm nha. Ê. Cái áo nữ thần có lát nè. Dòng gì đây? Bốn dẹp sắc tương. Trời ơi quá ngon. Thơm 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 thơm. Thơm. Thơm mà đó. Vậy đâu đâu trên đây nè, quăng đâu đâu trên đây nó mới ngon hay sao nè mấy ông ơi. Quăng ngay ngọn lửa luôn coi. Găng ánh trăng. Ủa sao kỳ quăng ngay lửa mà găng ánh trăng. Kỳ vậy. Nó đã phải ra đồ quả long chứ. Kỳ vậy. Rồi về cất bớt đi. Đồng hồ quăng không có chỗ nhặt nữa. Tới công chuyện đó. Cất bớt mấy cái đồ này nè, mấy cái đầu ló lõi cái game này nè.
Bà này lỗi game không ấy chứ. Quăng đâu mà ra vậy? Bị lỗi rồi mọi người, bị lỗi. Hay lỗi quá. Để kêu admin fix lại coi chứ kiểu này lỗi quá. Tổng gì 30 yen không? Lâm tà la hết trơn. 30 yen không mà cái này còn 7 nữa. Ừ. Được hai cái ben 10 cũng được rồi, hai cái ben 10 một cái nhẫn 46 thương. Quá là ok đó. Có ba bóc thôi mà làm mình ủa có mấy bóc ấy thôi mà mình quăng vậy là cũng ok lắm rồi đó không mọi người. Pha này ok hơn nữa nè, ra gen luôn chứ đâu. Gì đây? Chờ gửi cái lưỡi hái luôn. Lưỡi hái cho ông nào lấy lấy. Chá ghê vậy đó. Nghe nói quăng đồ mà quăng trong bụi gì là nó hên chứ lắm. Để coi thử coi là cái bụi quăng có nó hên không nha. Áo hắc long nè. 4 HP cho manh trong gui luôn chứ đâu. Đâu bạn? Chờ bạn này đâu chơi chợ. Cái kiếm kìa. Lẩm mi. Trời ơi, mẹ thấy mình không có like à quen, không có like à quen. Vậy quan kiếm. Ông đừng nói gì tôi biết ngàn cái ông nội đi theo được, đừng nói tôi giờ là tôi mở bác cái này coi. 46 thương. Ý. Rồi 46 thương, 46 thương thiệt. Em thánh phán biết vậy tha phán cho nó lắc 44 rồi. Không like rồi quen ơi. Đang làm clip bạn ơi. Trời ơi, thánh phán mà biết thế là mình phán cái này ra, biết thế mình phán cái này là bốn lắc 44 mẹ cho rồi đi phán chi có một vòng lỡ thêm là thêm cho tới chứ. Trời ơi kiên trụ nè, kiên trụ 45 cha 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 kiên trụ 4 HP thôi đi chỗ khác vậy. Mỗi chỗ hình như nó ra được có đồ 4 sát thương gì đó, ngay mấy góc hẹp hẹp này nè, mấy góc này nè quăng vô bộ lùm nó ra 4 sát thương đó, mọi người. Rồi xong ra gen luôn, ra gen quăng nữa, ra gen nữa 4 mana chu cha mà ơi. 4 mana không gì quăng hết chỗ đường đồ, khoan quăng hết với cái này thì có chỗ đường đồ mọi người. Không họ tự nhiên quăng xong nó đừng nói ra tự nhiên mất đồ lũng được. Game này được có một cái là nó có cái ngân hàng ngọc có tiện lắm mọi người. Ồ, cứ ship rồi xong rồi cứ bấm chuột phải vô rồi nó chạy vô đây hết. À bên này, ở bên này quăng cái gì ra thơm thơm tí coi. Còn hai bốc kia để chân nó đi, từ từ quăng tới nó. 4 HP hoài mấy ba. Trời ơi à. Mất chơi 4 HP, 4 HP hoài à. Bực mình ghê vậy đó. Cây cây gọng dục qua đây đi. Dục qua đây hết đi. Rồi đó. Ghê đó. Thôi khiên bạc. Thôi kệ lắm luôn. Trời ơi 4 30 4% 30 cái khiên đã cùi. Cái dòng còn cùi hướng cái khiên nữa. Là sao trời. Hiểu luôn. Thật sự tôi muốn đụng với cái bóc này hoài luôn mà tôi không dám quăng á trời ơi. Đụng vô hoài luôn mà không dám quăng. Quăng cái này đi. Kỳ băng nè. Kỳ băng hay gớm. Rồi giờ xíu cái áo lên để không họ quăng làm cái gậy gọng cũng được. Ủa mà biết phải gậy gọng không, tự nhiên phát cái gậy rồng trời. Hiểu luôn á. Con map khác đi. Mà nếu mình tự tin mình chỉ bắt nó không có, bây giờ nó không có win nữa, nó không có lên Akarot quăng được. Akarot quăng đồ rồng ngon lắm mọi người, em quăng từ mấy cái server luôn á. Bây giờ em chơi MU từ đó giờ thì theo em á là quăng ốc rồng á, quăng gậy rồng, quăng đồ rồng á là ở trên Akarot là nó ngon nhất. Mà bây giờ em mới có lên Akarot được tại vì em không có cái win, không lên lắm luôn á. Hình như có con quái điểu là mình đi Akarot được thì phải, hình như có quái điểu là đi Akarot được thì phải, để bữa nào ép cái con quái điểu coi. Chờ chờ quên hai nắp lắp nó lâu dữ lắm. Thôi mình có quăng đại cái gì hôm nay đi, kinh trước hay là cái này trước? Ui sao mà thôi khó đoán quá. Vô hốc quăng, vô hẻm quăng đi. Rồi đó, ra gì ra. Chờ ơi, không lớn luôn. Chờ 2% cũng được để dành đi cộng hưởng. Để dành cộng hưởng. Chỗ nào quăng cái men ra thiệt là ngon mắt pin taka ba đi, không tự tin vào chính mình nữa rồi. Quăng hết cái đó, cái móc nạp 70 mê. Trời ơi cái móc móc nạp 70 mê tao nói.
mà khổ cái là em phải ném bốc lắm, nên là thế nào lúc nào em cũng ném, em cũng nạp vô em ném bốc, em kiếm bốc em quăng hết trơn á, mà quăng nó không có ra đồ ngon, bực mình ghê luôn á. Mình ra cái gì ngon người tao cái tao năn nỉ mình luôn á, dây chuyền băng nè. Ủa phải chứ, cái game này á mà ví dụ như á mình cho cái dòng HP với cái dòng mana mà nó mát pin ha, nó giàu, giờ giàu lắm, giờ kiếm đâu ra được cái bên này. Ví dụ như giờ cho admin kêu HP với mana mát pin cái sao, tại nó hợp với em lắm, em quăng toàn ra mát HP với mana không à, chứ 12 này nó không ra. Thôi chán vậy, nếu lần sau có season mình đặt tên là ngoan 12, chứ giờ hả đặt cái ạc ngoan 888 chi quăng ra toàn 8888 không mà thấy sợ thiệt, chỉ cộng 7 không à, nó 8 với 7 đúng ạc của em luôn á, sợ thiệt cái, sợ thật sự cuộc đời, sợ thật sự quăng nãy giờ không ra gì ngon hết trơn á. Trời được có hai cái ben 10 à, chứ là mấy cái phôi để cộng hưởng thôi, chứ có ra được con mẹ gì nữa đâu, chứ là cái chân hoàng kim bốn giác thương có nhiêu đó thôi á, chứ là cái quần hắc dương bốn giác thương này, bốn giác thương cái này, bốn giác thương đó, được mấy cái bốn giác thương là ok thôi, còn này để làm phôi cộng hưởng luôn chứ đâu. Cuộc đời còn có nhiêu đó thôi mọi người ơi, thiệt khổ quá, gớt nước mắt luôn, quăng móc 70, quăng móc nạp 70 gớt nước mắt. Ê thấu thiệt chứ không hiểu luôn á, sao mà tay đang quen đen dữ rồi trời. Thôi hẹn anh em vào clip sau đi, để clip sau nạp cái khác, làm cái khác. Bé thiệt chứ, sếp 1, sếp 2 không có cái nào chỗ nào mà ra được đồ ngon hết trơn à. 21 ra sếp 19 quăng đồ, bực mình ghê luôn vậy đó. Thôi, anh em nhớ để lại một like và một subscribe cho Ngoan nha. Cảm ơn mọi người đã coi hết clip của Ngoan. Lần sau mà mọi người muốn mà làm clip gì nữa có thể để lại giúp các bạn mình bình luận á, để comment dưới phần bình luận, để Ngoan có thể làm clip cho mọi người xem tiếp nha. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp anh em ở clip sau. Bye bye. Quá buồn rồi.